hầu hết mọi người đang sử dụng trong gia đình nhà mình là một âm đi kèm hai loa. Thì có rất nhiều người muốn nâng cấp âm đi thì dùng âm đi đi, không dùng nữa. Và cũng có rất nhiều người muốn nâng cấp chiếc âm thanh của nhà mình lên. Thì hôm nay em xin giới thiệu một chiếc mixer rất là đình đám. Đây, khi các bác nhận hàng, bên trong nó sẽ như thế này và bên ngoài như này, nặng khoảng đâu đó khoảng tầm 3 đến 5 kg. Đây là một cái thiết bị mixer, con này mang tên model là F9 Pro. Đấy, MT Max, hàng chính hãng, bảo hành cho anh em 1 năm. Đây, kể cả cái sợi dây của nó rất là ok. Em sẽ đập hộp cho các bác xem bên trong khi các bác nhận hàng, mua hàng nó sẽ như thế nào ạ. Đấy, đây là cái thiết bị này, khi mà các bác mua về không bao giờ chúng ta sử dụng đến âm ly nữa. Đấy, nó sẽ là cái thiết bị mà 3 in 1. Đấy, 3 in 1 nghĩa là gì? Đẩy, kèm vang, kèm mic. Đây là mẫu mixer rất là thích. Thứ nhất là kèm mic này, hai cái mic rất là xịn sò. Đấy, tích hợp màn hình Full HD, xử lý chống ú, tích hợp pin sạc. Đấy, con này cầm luôn, cầm không là đã mua tháng lắm rồi. Tiếp theo bên trong nó là cái gì ạ? Đây, bên trong nó là một bộ mixer, wow, rất là đẹp, rất là đẹp. Đây các bác ơi, các bác nhận hàng nhá, khi các bác mua hàng bên em về nhá, nhá, bên trong nó như thế nào? Đấy, có nào thì mình y chang như vậy. Đấy, đấy chưa? Một chiếc mixer, đẹp không? Anh em ơi, ở đây thì bên trong của nó có một chút phụ kiện. Ở đây nó có hai cái dâu anten để chúng ta giúp chúng ta bắt Bluetooth và sóng khỏe hơn. Có dây sạc của pin luôn, có chống lăn luôn. Mình nghĩ rằng là nhà sản xuất rất là đang nghĩ đến cái phương pháp tiêu dùng cho các bác là không phải mất một chi phí gì khi sử dụng mixer F9 này. Thứ nhất là pin sạc là không phải sạc nữa rồi. Đây em sẽ để chi tiết cho các bác xem. Đây cái chiếc mixer F9 này nó đẹp như thế nào. Đây, em sẽ kê lên. Đây là chiếc mixer F9 Pro. Cái mà em rất thích ở chiếc mixer F9 Pro này là khi chúng ta mua về, chúng ta sẽ được cái hệ thống EQ laser này chỉnh nhạc một cách hay nhất, tỉ mỉ nhất. Bàn trộn này nó sẽ giúp chúng ta lọc tiếng nhạc ở trên mạng, trên TV xuống nó không hay thì nó sẽ hay hơn. Thứ hai là có 16 chế độ vang số giúp chúng ta hát nhẹ nhàng hơn, hay hơn, tốt hơn. Đấy, như một âm thanh phòng karaoke mà giá lại phải chăng. Cái điều mà mình rất thích ở chiếc mixer F9 này nữa là gì? Là hai đường effect riêng biệt, nó chỉnh được hai loa, loa bên trái và loa bên phải. Và cái điều mình rất thích ở chiếc mixer F9 này nữa, nó vô cùng kết nối, vô cùng đơn giản. Chúng ta nhé, chỉ cần cắm hai sợi dây, đây, hai sợi dây ca lông vào thẳng trực tiếp loa, đấy, là chúng ta hát được ngay, kết nối Bluetooth chứ không cần một thiết bị gì cả, không cần một thiết bị gì cả. Đấy, nên là chiếc mixer F9 này nó sẽ nâng cấp được toàn bộ âm thanh trong gia đình nhà mình mà mình muốn nâng cấp. Các bác nếu muốn thử dùng thử cái chất âm của cái này thì các bác thử mà xem độ hay và độ nhạy nó ra đến đâu. Cảm ơn các bác đã xem video mixer F9 Pro này. Nếu các bác muốn em test chiếc mixer F9 Pro này với dàn âm thanh này, chỉ cần bình luận là F9 Pro, em sẽ review chi tiết một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.